Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game lục địa lô game Alien X nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game mobile đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ Việt, đặc biệt là những ai yêu thích MMO online trong suốt nhiều tuần vừa qua. Thì đây là một cái tựa game nhập vai trên mobile dành cho fan cứng của những cái tựa game MMO online nha các bạn. Thì nếu như bạn đã từng chơi tựa game MMO online PC trước đây, thì ở đây là một cái phiên bản dành cho mobile. Và đẹp hơn thì cái điểm thú vị ở tựa game này thì tựa game này được phát hành bởi bàn tay của người Việt mà thể là team ADNX, vốn được biết đến với sản phẩm là kiếm thế ADNX nha các bạn. Cái trải nghiệm thực tế của cái tựa game lục địa login ADNX, mình phải nói thì đây là một tựa game mobile có lối chơi giống như bản MMO online nhất trên PC hiện nay. Ở đây thì các bạn vẫn sẽ được cộng điểm cho nhân vật của mình y như những cái phiên bản MMO online ngày xưa. Thì tôi đại diện cho đến tạo hình nhân vật, thiết kế bối cảnh cũng như là các tính năng gần như là mang từ bản PC lên thôi nha các bạn. Thì điều này chắc hẳn sẽ khiến cho tất cả các bạn, đặc biệt là những cái bạn game thủ gạo cội của tựa game MU, sẽ cảm thấy vô cùng thích thú ở cái tựa game này. Thì một lần nữa, thì nếu bạn đã được gặp lại những cái class mà nhân vật mà mình yêu thích như là Dark Knight, Dark Reward, Fairy Elf, Barit, Color Deer và Dark Lord, thì cùng mình hòa nhập vào lục địa MU với những cái bản đồ quen thuộc như là Gengar, Novia, Devifat, Atlan và Lost Tower, rồi cả những cái hoạt động kinh điển như là Dewiwa, Lutfaller, Chao Kester cũng đều được tái hiện hoàn chỉnh cho lục địa login ADNX. Nhìn chung thì về cái mặt gameplay thì cái lục địa login ADNX vẫn giữ nguyên những gì tiên tiến nhất của MU Online. Còn tất nhiên giao diện của game sẽ được tinh chỉnh phù hợp với lối chơi trên mobile ngày nay. Mỗi nhân vật sẽ có một cái bộ kỹ năng đặc trưng riêng. Mỗi lát nhân vật sẽ có tối đa là 8 kỹ năng tấn công ở một bậc. Khi bạn tăng bậc cho nhân vật của mình, bạn sẽ có thể nhận được bộ kỹ năng hoàn toàn mới với khả năng cũng y như uy lực gia tăng đáng kể. Bằng cách sử dụng những cái quyển kỹ năng cũng như là tái thức tỉnh kỹ năng, bạn có thể học các kỹ năng cũng như là tăng cấp độ của chúng lên cao hơn. Các nhiệm vụ cho người chơi cũng vô cùng đa dạng và được chia thành nhiều loại khác nhau. Bạn có thể nhận được các nhiệm vụ như đánh boss hay là diệt quái, tìm kiếm vật phẩm, cho đến truyền tin hay mua một số vật phẩm được yêu cầu khác. Bằng cách thực hiện các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ có thể nâng cao cấp độ cũng như là đặc trưng đến và chinh phục được nhiều vùng đất hơn. Người chơi còn có cho mình một cái vũ khí cực khủng được phân chia thành nhiều cái cấp bậc cũng như là cấp độ cũng như là vật phẩm, nhiều phẩm chất khác nhau thông qua việc chinh phục các kho bạn chế tạo hay là qua các sự kiện mà bạn có thể nhận về cho mình những trang bị cực kỳ hiếm với phẩm chất vô cùng cao cấp. Thì đó là những cái điểm mạnh của cái tựa game lục địa login ADNX này. Bỏ qua vấn đề và lỗi ở trong game vì điều này khá là bình thường, thì game có vẻ vẫn như cần như là bổ sung thêm nhiều tính năng để hấp dẫn thêm bạn người chơi mới, chẳng hạn như là hệ thống hướng dẫn tân thủ hiện tại thì chưa có. Điều này khiến cho trò chơi sau này sẽ khó tiếp cận các tệp game thủ mới. Thật sự ban đầu game không có chỉ dẫn gì cả, chỉ có đi quá là nhiều mà thôi. Kể cả khi bạn thì bạn sẽ lên hay chẳng biết kiếm gen, kiếm đồ hay là mua máu kiểu gì nếu chưa từng chơi MMO bao giờ. Ngay cả hệ thống auto cũng vậy, cơ chế chiến đấu của game không có sẵn việc sử dụng kỹ năng hay tự động nhận đồ mà bạn người chơi cần phải thiết lập. Tuy nhiên khi hết game vào lại thì bạn sẽ phải thiết lập lại từ đầu. Thì có lẽ thì tựa game này sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn để hoàn thành các tính năng cũng như là sửa lỗi giúp cho bạn yêu hậu có trải nghiệm mượt mà nhất. Nhưng mà nói gì nói thì sản phẩm gần sẽ mang lại một cảm xúc rất biệt dành cho những ai yêu mến MMO Online nha các bạn. Nếu như các bạn từng muốn chơi cái tựa game MMO quay lại hồi xưa thì đây chắc chắn là tựa game dành cho bạn. Nhìn
chung thì tựa game này cũng có khá là nhiều cái ưu điểm như là đồ họa đậm chất cổ điển, bấm sát phiên bản gốc, lối chơi hardcore đầy đề cao gạch cút, không phải tự win, các tính năng quen thuộc game U được giữ nguyên, giao diện trực quan dễ nhìn. Nhưng mà song song đó thì tựa game này vẫn có một số khuyết điểm nha bạn, như là gameplay không hoàn thiện với người chơi mới, cơ chế điều khiển chưa linh hoạt, hy vọng thì nhà sản xuất cũng như là team IDNX sẽ có thể sửa lỗi và khắc phục những cái khuyết điểm đó để cho tựa game này có thể hoàn hảo hơn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code thì các bạn cần vào một cái website là id.idnx.vn. Sau đó thì các bạn tiến hành đăng nhập nha các bạn. Và các bạn tiến hành nhập tài khoản, mật khẩu và mã bảo vệ. Sau đó bạn nhấn vào phần gift code, chọn game là lục địa login IDNX, chọn máy chủ, chọn nhân vật, tiến hành nhập gift code. Thì cái gift code như sau: login IDNX OB. Sau đó bạn nhấn vào nhập mã bảo mật. Sau khi các bạn lưu ý là sau khi nhập có thành công, phần thưởng sẽ được thêm vào túi đồ của bạn nha các bạn. Và các bạn cũng lưu ý là khi nhập gift code thì các bạn phải online nhân vật của mình, nhân vật của mình đang trong game thì mới có thể nhận được gift code nha các bạn. Thì cái gift code là lục địa login IDNX. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhấn nhận nó. Để thông báo nhập với có thành công của lòng kiểm tra trong túi đồ hồng thư là đã nhận được nha các bạn. Sau đó thì các bạn quay trở về cái tựa game này, các bạn tiến hành vào cái phần túi đồ nha các bạn. Rồi nó cộng hẳn vào túi đồ luôn nha các bạn, tại nó gãy hư vậy thôi. Thì code này sẽ nhận được là gift code tân thủ, các bạn tiến hành sử dụng cái gương này. Đây các bạn, đây là tất cả các phần quà, bao gồm quần ma thật cộng 7, vé loot cutter luôn, tai ma thật cộng 7, bình mana lớn dài ma thật cộng 7, gấu trúc, giáp ma thật, mẫu ma thật, bình máu lớn, gậy ma thật, vé vào đi khuyết vai, vé vào đi vi qua. Đây là tất cả các phần quà. Đây nha các bạn, đây là tất cả các phần quà. Nó sẽ gửi về bao nhiêu đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng ở này, sức mạnh không đủ rồi các bạn. Ok, thì giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Hiện tại thì mới có một cái code rồi các bạn. Khi nào có những cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập cái code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.